Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin giới thiệu đến quý vị bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Hậu Cô Gái Đồ Long, nguyên tác giả Kim Dung, diễn đọc Chương Vũ. Liền theo khi ấy, chân hữu của Châu Hoài Ngọc chợt vòng ra như một chiếc móc sắt, móc một cái dữ dội vào huyệt thái dương của đối phương. Đó là một đòn táo bạo để gỡ nguy của nhà họ Châu. Chu Càn chưa đứng vững thì đòn đã tới, làm cho hắn ta bất đắc dĩ phải lạng đầu né tránh. Hoài Ngọc sở dĩ tung ra đòn độc cốt đẩy lùi đối phương, chờ ra chỗ hở ngõ hầu tháo thân. Thế là như một con thỏ xúc chuồng, Châu Hoài Ngọc vượt qua lan can, toàn nhảy xuống tàu. Nào hay đâu Chu Càn dường như đã đoán được ý định của Châu Hoài Ngọc, nên chàng vừa đứng vững trên lan can thì Chu Càn bỗng nhiên hoành thân trở bộ, quét ngang ra một đòn hoành tảo thiên quân. Như cái tên của bốn chữ hoành tảo thiên quân, tầm quy lực của thế võ này thật là rộng rãi, làm cho Châu Hoài Ngọc mất ngay đất đứng. Tình thế này bắt buộc chàng phải nhảy vọt lên không trung mới tránh được đòn hiểm ác này. Thân hình của chàng vừa cất lên thì Chu Càn đột nhiên cười ha hả nói: "Mi đã trúng kế rồi." Dứt thời tống dù ra một chưởng kinh hoàng. Chân của Hoài Ngọc bay lơ lửng giữa không trung như ngầm vận dụng công lực toát ra toàn thân, cố ý chịu đựng một chưởng dữ dội này. Một tiếng bùng vang lên, thân hình của Châu Hoài Ngọc như một con diều đứt dây lảo đảo bay dù ra ngoài, rồi rơi lão đảo xuống. Chu Càn ngỡ rằng đối phương sẽ bị trúng đòn trọng thương, nào hay đâu Châu Hoài Ngọc bỗng bưng tiếng cười giòn và nói: "Này, mi xem cho kỹ ai trúng kế của ai." Chu Càn nghe nói giật mình, định thần nhìn kỹ, bất giác cả kinh, như một người choàng tỉnh một cơn mê. Thì ra Châu Hoài Ngọc dùng thế thật là cân phân. Không biết chàng chịu đòn bằng cách nào, mà bây giờ thân hình của chàng lại rơi đúng vào mũi thuyền đang từ trên thượng du trôi xuống. Trong lòng của Chu Càn cứ đinh ninh Châu Hoài Ngọc là tình địch của mình, cho nên nào chịu buông tha. Hắn nghĩ rằng nếu phen này để cho Châu Hoài Ngọc thoát đi, thì làm sao tìm được cơ hội để hạ thằng này trước mặt của mỹ nhân. Thế là hắn vượt mình lên lan can cầu, rồi cất lên một tiếng ngân lạnh lót. Tiếng ngân vừa phát ra, hắn từ từ đưa bàn tay lên khỏi đầu, đoạn nhẹ nhàng buông mình bay qua khỏi cầu bằng một tư thế trông vô cùng ngoạn mục, chẳng khác chi là một con chim đại bàng lướt gió giữa không trung. Dương Tiểu Hồng liếc mắt trông thấy, bất giác tán đổm kinh tâm, nghĩ rằng Hoài Ngọc phen này thật khó lòng mà trốn tránh. Thân hình của Chu Càn vừa thoát khỏi lan can chừng một trượng, tức thì thay đòn đổi thế tung ra một đòn hổn nhất của phái Thiếu Lâm là Thái Sơn Áp Đỉnh. Trong một cái chớp mắt, Hoài Ngọc nghe thấy có tiếng gió sức mạnh lạ lùng bao trùm lấy cả mũi thuyền như tường đồng vách sắt. Nếu gặp phải người khác thì chắc trong lòng ắt phải hoang mang, nhưng Châu Hoài Ngọc thì càng thấy áp lực càng mạnh chừng nào, ở trong lòng càng mừng thầm chừng nấy. Trong chớp mắt, thân hình của Chu Càn đã tới. Đòn Thái Sơn Áp Đỉnh quả thật là hào hùng khôn tả, nguồn áp lực của hắn thật là nặng như quả Thái Sơn. Hoài Ngọc đã có chuẩn bị từ trước, khi thân hình của Chu Càn vừa thoát ly khỏi lan can thì chàng đã lén hớp một hơi khí, rồi thuận đà dồn xuống tận đan điền, đoạn từ từ vận dụng lên năm đầu ngón tay ở phía tả. Bao nhiêu sức mạnh của chàng thải đều đổ dồn vào thế ngũ lôi thần công đó. Chờ cho thân hình của Chu Càn đã rà sát xuống tận đỉnh đầu của mình, Châu Hoài Ngọc đột nhiên dùng bàn tay hữu chỏi ra một đoàn, rồi có một tiếng bóp khô khan vang lên. Châu Hoài Ngọc kêu lên một tiếng quay quái, loạn choạng trôi ra phía mạn thuyền. Chu Càn cười hậm hực, vừa định đánh bồi thêm một chưởng để đẩy trôi thân hình của Châu Hoài Ngọc xuống sông, nhưng trong một cái chớp mắt, bàn tay tả của Châu Hoài Ngọc nhẹ nhàng quét ngang ra một đường quyền quyền quạt quạt, làm cho Chu Càn muốn tránh mà không tài nào tránh nổi. Năm ngón tay mềm mại của Châu Hoài Ngọc vừa chạm vào vai của Chu Càn Thái Tử,
Lập tức hắn kinh hồn bạc vía, tiếng rú chưa kịp thoát ra khỏi vành môi thì thân hình của hắn như một cánh buồm thình lình bọc gió bay bổng ra ngoài khoảng không sông nước muôn trùng. Thì ra trong năm ngón tay của Hoài Ngọc đang chứa một sức mạnh kinh khủng, đó là Ngũ Lôi Thần Công. Chàng đã khéo sử dụng vào trong lúc Chu Cang đang tung hết sức mạnh ở trong người ra, tạo thành một cái thế tám lạc bạc nghìn cân trong võ thuật, cho nên Chu Cang phải trúng kế một cách chua cay mà bay ra khỏi thuyền. Mặc dù hắn ta cố sức lộn mèo mấy cái để giữ khoảng không, cốt làm cho mất và tìm cách bay ngược trở vào, nhưng cứ mỗi khi hắn vừa lộn mèo xong một cái thì Châu Hoài Ngọc đứng ở trong bè thuyền lại dùng Ngũ Lôi Thần Công tống bồi ra một chưởng. Thảm thương cho Chu Cang, mặc dù công lực trỗi hơn Hoài Ngọc, nhưng vì thân hình ở giữa không trung không có một chỗ nào để làm điểm tựa, không thể phản công được nữa, nên ba đoạn thì thân hình của hắn đã rơi tõm xuống nước. Hai tay cao thủ này trao đổi được mấy chiêu thì thuyền đã chung qua giả cầu. Châu Hoài Ngọc nào chịu bỏ qua cơ hội nghìn vàng ấy. Thấy Chu Cang vừa rơi tởm xuống nước, hai chân của chàng dậm mạnh một cái làm cho gãy nát một tấm ván thuyền, và bắn thân hình của chàng giọt trở lên lan can trong cái đòn nhất hạt xung thiên. Thò một bàn tay lên bám lấy lan can cầu, Hoài Ngọc tung mình nhảy vòng xuống như là một con hổ đói lạc vào đàn dê. Châu Hoài Ngọc liên tiếp tung ra ba đòn sát thủ liên hoàn, đánh ngã ba tên cẩm y vệ. Dương Tiểu Hồng mặc dù nãy giờ đã dùng hết sức lực của mình, nhưng đối phương quá ư đông đảo, lại đã quen dùng phương pháp tập thể. Trong một phiên canh là 16 người, dây đánh Dương Tiểu Hồng tới tấp, làm cho nàng cứ lúng túng mãi ở trong vòng chiến. Bây giờ đột nhiên Hoài Ngọc hạ mất ba người, thế trận tức thì tan vỡ. Và Hoài Ngọc cùng với Tiểu Hồng tức thì liên tay nhau xông ra khỏi trận, nhắm hướng đầu cầu bên kia mà tẩu thoát. Đây nói về phần Chu Cang Thái Tử. Sau khi bị Châu Hoài Ngọc dùng kế đánh lọt xuống sông rồi, bởi hắn là một người biết lội, cho nên tức thì lội trở vào mạn thuyền. Đôi mắt của hắn ta láo lia trông thấy Hoài Ngọc đã dùng đòn nhất hạt xung thiên giọt trở lên cầu, giải dây cho Dương Tiểu Hồng, thì ở trong lòng lấy làm căm tức vô cùng. Bàn tay của hắn vừa tiếp xúc vào mạn thuyền tức thì đánh giọt lên sau buồng lái. Lúc bấy giờ con thuyền sắp sửa chui lọt qua khỏi dạ cầu, cho nên Chu Cang không dám chần chờ. Hắn cũng dùng một đòn nhất hạt xung thiên bay thẳng lên cầu. Nào hay đâu thân hình của hắn chưa thoát ly khỏi ván thuyền, chưa đầy một tấc thì bỗng nhiên có một bàn tay kỳ quái từ ở trong khoang thuyền thò ra, nắm chặt lấy ống quần của hắn ta. Chu Cang Thái Tử giật mình kinh hãi sượng sùng không thể tả, vì rằng ống quần đã bị nắm cứng nên thân hình cứ giọt thẳng lên. Thật là sẽ có chuyện buồn cười sắp sửa xảy ra. Việc này mà đồn đãi ra bên ngoài, đương kim Thái Tử sẽ mất thể diện biết bao nhiêu. Khá khen cho Chu Cang giữa cơn nguy cấp mà hắn vẫn có thể quấy nhẹ bàn chân một vòng để phá giải bàn tay quái ác kia. Nhưng bàn tay lạ lùng kia nào chịu buông tha, vừa thấy Chu Cang mất trớn tức thì thay đổi thế, điểm một quyệt thần tốc và quyệt côn luân của hắn. Lối nhấn quyệt của người này thật là độc đáo, làm cho Chu Cang cũng phải sửng sốt bàng hoàng. Không ngờ ở dưới thuyền này lại có một tay cao thủ như vậy. Côn luân thuộc về quả quyệt, nằm ở dưới xương mắt cá, nên con người thủ thái dương bàng quan kinh. Nếu để cho điểm phải thì cả một bên chân không tài nào cử động được. Vì vậy cho nên Chu Cang phải co hai chân lên để tránh đòn. Biết gặp phải tay kình địch, Chu Cang sau khi giấu được quyệt côn luân rồi, tức thì vươn mình dài ra hơn một con dượng, dùng bàn tay tả quét ngang một đường để chiếm lấy khoảng đất ở dưới chân mình để hầu rơi xuống. Người đối thủ với Chu Cang dường như cũng chẳng có dụng tâm cay độc, nên chỉ buông ra một tiếng cười chua chát, rồi để cho Chu Cang yên lành rơi xuống thuyền. Nếu như là người khác, chỉ tung ra một đòn mãnh liệt thì ác lại có thể đẩy bắn Chu Cang xuống dưới sông sâu. Chu Cang vừa lấy thăng bằng đứng vững được ở trên thuyền thì thấy trước mặt của mình xuất hiện một người đàn ông mặt mày nghiêm chỉnh, thái độ khoan thai. Chưa kịp hoàn hồn, đột nhiên từ trong khoang thuyền có một gã ăn mày lam lũ bước ra nói:
Thưa Trương giáo chủ, đây là đương kim thái tử Chu Càn bám theo Dương cô nương rất gắt. Chu Càn khẽ giật mình nghĩ thầm. Bây giờ đây trong làng võ Trung Nguyên chỉ có mỗi một mình Minh giáo là giáo, mà giáo chủ lại là Dương Tiêu, thì còn giáo chủ nào đâu nữa. Xem người này ngũ quan đoan chính, nhấn quyệt tài tình, hay là Trương Vô Kỵ. Quả thật, người đối diện với Chu Càn bây giờ chính là Trương Vô Kỵ. Số là đêm hôm ấy, khi chàng đuổi theo Nam Thiên Độc Ma, công lực của hai người này một người 8 lạng kẻ nửa cân. Nhờ Độc Ma thông thuộc đường lối cho nên Vô Kỵ đuổi hết 2 trống canh mà không bắt kịp. Đến khi trời hừng sáng thì cả hai đều lọt vào kinh thành. Nam Thiên Độc Ma thật là gian xảo. Hắn cứ lựa những chỗ đông đúc mà lẫn lộn, ngõ hầu đánh lạc tung tích. Bởi vì lúc bấy giờ trời hừng đông, thiên hạ tập trung nơi các thị trường đông dậy. Kẻ lo mua, người lo bán, làm ầm ĩ huyên náo, cho nên Độc Ma thừa một lúc đi ngang qua khu đông đảo, tức thì lẫn lộn vào trong sóng người rồi mất dạng. Trương Vô Kỵ một mình đứng ngơ ngác giữa kinh thành, lấy làm cục hứng, chàng chờ cho trời sáng hẳn, mới tìm quán ăn, đồng thời dò la tìm những người trong làng võ. Nhưng lạ lùng thay, chàng đi rảo khắp nơi hơn nửa buổi mà tìm không gặp được một ai. Khi đến trưa mệt mỏi quá, chàng mới tạt vào một ngôi miếu thành hoàng để nghỉ chân. Vừa ngồi xuống bỗng đột nhiên, ở trong một xó tường, có một gã ăn mày đi thật nhanh về phía Trương Vô Kỵ. Vừa đi ngang qua mặt của chàng, nó dùng một thủ pháp thật nhanh, dúi vào bàn tay của chàng một tấm giấy nho nhỏ, đoạn nhảy vèo lên mái ngói. Trương Vô Kỵ nắm được mảnh giấy ở trên tay rồi, nghe thấy bước chân của người này chìm dần trong xa vắng rõ ràng. Khinh công chẳng phải thuộc hạng tầm thường. Vô Kỵ rảo mắt nhìn quanh, thấy chẳng có ai để ý đến mình. Chàng mới khẽ vuốt tờ giấy ra cho phẳng, đoạn cúi đầu xuống đọc. Thì ra bên trên nguệch ngoạc mấy dòng chữ: bọn Minh giáo lùng ăn mài thầy tu và đạo sĩ rất gắt. Giáo chủ hãy cẩn thận. Nếu cần ngơi nghỉ xin đến bến đò Thiên Kiều, tìm chiếc ghe đò đề hiệu Thuận Phong, dưới đó có người của chúng ta. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, lùng bắt ăn mài thầy tu và đạo sĩ, tức là muốn làm khó dễ cái bang Thiếu Lâm và Võ Đan. Vậy thì chắc cơ mưu của Sở Hồng Thạch đã bại lộ. Ta đang cần gặp nàng, vậy hãy đến bến đò xem sao. Chàng nghĩ mệt thêm một chốc nữa, rồi mới thả ra bến đò. Đến phải tốn gần 1 canh giờ mới tìm được chiếc thuyền có treo bảng 2 chữ Thuận Phong. Chàng vừa bước vào hỏi thăm thì tên đò công đã đoan đã đón chào và mời chàng bước vào trong khoang. Vào đến trong khoang thuyền, tên đò công liếc mắt nhìn ra ngoài, thấy chung quanh chẳng có ai, liền ghé miệng phụ nhĩ vào tai của Trương Vô Kỵ rằng: giáo chủ hãy xem. Dứt lời mở gián thuyền ra, làm cho Vô Kỵ giật mình sửng sốt, vì ở phía dưới kia có không biết bao nhiêu ăn mày đang ngồi lúc nhúc. Vừa thấy Trương Vô Kỵ có vài 3 người thuộc hàng Ba Bị từng tham gia những trận đại chiến, nên nhìn biết mặt của chàng đồng nhau nhau chào hỏi. Trương Vô Kỵ khoát tay ra dấu cho đò công đóng chặt cửa lại, rồi đoạn hỏi nguyên nhân vì sao đệ tử của phái bang tập trung đông đảo ở dưới thuyền. Sau khi nghe những người này kể lại, Vô Kỵ mới dở lẽ. Thì ra bị bọn Minh giáo lùng kiếm quá gắt, chúng đệ tử ở trên bờ chẳng đặng nên mới xuống thuyền trú ẩn. Vì Vô Kỵ chẳng mặc sắc phục của cái bang nên được ở tầng trên, chàng ngơi nghỉ được nửa ngày, đoạn lùng kiếm những dấu hiệu riêng nhưng tìm chưa gặp. Buổi chiều khi trở xuống đò, từ xa xa đã thấy nhiều người nhốn nháo, hỏi thăm mới hay bọn quan quân đang khám xét đò Thiên Kiều. Thì ra những hành động của chúng đệ tử cái bang đã bị quan quân phát giác, có nhiều tên ăn mày lên xuống tại đây, vì vậy cho nên họ mới mở cuộc khám xét. Trương Vô Kỵ vội vàng hối hả xuống thuyền Thuận Phong, truyền cho đà công nhổ neo tách bến. Thế là những chiếc thuyền có chứa đệ tử cái bang ở dưới thì nhau chèo chống ra khỏi dòng sông rồi trôi về phía hạ lưu. Lên bờ ở trên sông đến khi trời chiều bản lãng thì đã ra khỏi kinh thành khá xa. Càng đi trời càng tối, khi còn cách cầu Thiên Hộ chừng 200 trượng, Vô Kỵ chợt nghe mấy tên trạo phu lên tiếng in ỏi nói. Chàng cùng vài vị cái bang trưởng lão đồng hướng ra trước khoang thuyền trông về phía trước.
Dưới ánh trăng mờ, chàng trông thấy trên cầu có hơn 20 người đang đấu chiến với nhau tưng bừng mãnh liệt. Vô Kỵ nghĩ thầm chiếc cầu thiên hộ này cách hoàn thành trong gang tấc. Nay ở trên cầu xảy ra cuộc sâu sát, chắc chắn là có dính líu đến người ở trong Minh giáo. Mà đối phương của Minh giáo thì chắc hẳn là người thuộc ăn mày thầy tu hay là đạo sĩ. Vậy thì sao ta không tiếp tay với họ? Chàng bảo nhỏ với chư vị cái bang trưởng lão, xin họ lùi vào trong khoang để tránh tai mắt của bọn người trên cầu. Còn chàng thì nấp sau buồng lái để chờ xem tình thế. Thuyền từ từ trôi, tiếng sát phạt với nhau trên cầu càng lúc càng nghe rõ. Nhất là những tiếng ổ đường La Hán Quyền của Chu Can Thái Tử tách gió nghe rào rào, báo hiệu cho Triêu Kỵ biết rằng người ở trên cầu chẳng phải là thuộc hạng tầm thường. Thuyền vừa sắp sửa chui vào dạ cầu, Vô Kỵ chợt trông thấy có một người trúng đòn rơi xuống mũi thuyền. Đến khi người này cất tiếng kêu lên thì Vô Kỵ bất giác tinh thần tỉnh táo, không ngờ người này chính là Châu Hoài Ngọc. Chàng vừa định tung mình nhảy đến để cứu nguy cho Hoài Ngọc, không ngờ thằng nhỏ này lại biết sử dụng phép dùng 8 lạng bạc ngàn cân để đánh bay Chu Can xuống nước. Đến khi Chu Can lấp ngấp bò lên thuyền, dùng đòn nhất hạt xung thiên để nhảy lên cầu, Trương Vô Kỵ bỗng sinh cắt cớ thò tay ra, nếu lấy ống quần của Chu Can làm cho người này phải lộn đầu trở xuống. Sau khi Chu Can biết người phá quấy mình chính là cựu giáo chủ Minh giáo, ở trong lòng bất giác e dè, liếc mắt nhìn lên bờ thấy bọn cẩm y vệ ở trong biệt điện Thiên Hồng đang ồ ạt đuổi theo Tiểu Hồng và Hoài Ngọc. Nhưng chỉ một cái nhấp nháy, hai người này đã khuất dạng trong rặng cây lờ mờ đen ở phía xa xa. Chu Can bực tức vô cùng, nên lòng e dè đột nhiên tiêu tan. Hắn nghiến răng kèn kẹt, dẫm gãy đi một miếng ván thuyền ở dưới chân rồi nói giọng hậm hực. Thằng họ Trương kia, mau cho đà công cặp thuyền vào bờ. Trương Vô Kỵ thầm nghĩ ở trong lòng. Hoài Ngọc và Tiểu Hồng ở nơi đây, thì Hồng Phong chắc chắn cũng ở gần trong gang tấc. Ta cũng muốn lên bộ tìm kiếm, nhưng không biết người này là Hà Phương nhân vật mà có thể hạ nổi Châu Hoài Ngọc. Nhưng sự thắc mắc của chàng tức thì đã được một vị cái bang trưởng lão ngồi ở trong mui giải thích. Chàng nghe có một người nói giọng ra rằng, thằng này là quyển tử của Chu Nguyên Chương, tên là Can. Vô Kỵ giật mình thầm nghĩ, không xong. Nghe đồn tên này mê Dương Tiểu Hồng như điếu đổ, tài bộ cao siêu hơn cả Hoài Ngọc, thả nó lên bờ thật là lành ít dữ nhiều. Nghĩ đoạn ứng thanh hỏi rằng, chư vị nghĩ sao? Có một giọng khàn khàn từ trong môi nổi lên. Mình giáo thải điều là đồ sâu dân mọt nước. Thằng này là tai mặt tai trái của Dương Tiêu. Hãy cầm chân nó ở dưới này quần tháo cho nó một trận. Chu Can buông tiếng hậm hực và nói, thật không ngờ bộ hạ của Trương giáo chủ là có tinh thần ý chúng hiếp cô. Trương Vô Kỵ lên tiếng nói, thái tử nói có lý, nhưng nếu có người giao đấu tài đôi thì thái tử nghĩ sao? Chu Can bỗng nảy ra một ý trả lời nhanh nhẩu rằng, ngoài Trương giáo chủ ra, bất cứ vị nào cũng có thể thủ hòa với ta trong vòng 20 hiệp, thì ta đây nguyện lội sông vào bờ. Nhược bằng thua ta nửa đòn thì phải cập thuyền cho ta lên một cách đàng hoàng. Trương Vô Kỵ ngần ngừ không dám trả lời dứt khoát, vì rằng ban nãy chàng đã có dịp chạm với người này mấy đòn nhỏ nhỏ. Biết rằng tài bộ của hắn ta thật không phải là tầm thường, nhất là La Hán Quyền càng thêm thuần thục. Trong thuyền này không biết có ai là người xứng tài đối thủ hay chăng. Còn đang bần thần do dự thì trong môi lại có tiếng người nói rõ ra. Ta tài hèn nhưng cũng xin giáo chủ cho phép so tài với tên này một trận. Câu nói vừa dứt thì từ trong môi có một chiếc bóng bay ra. Rồi sau buồng lái liền xuất hiện một lão già râu tóc bạc phơ. Người này mặc dù cao tuổi nhưng từ hồi nào đến giờ Vô Kỵ chưa từng trông rõ mặt. Chàng chưa biết tài bộ của lão ra sao. Dội liếc nhìn ở trên vai, thấy có màn 6 cái bị thì trong lòng hơi yên. Vô Kỵ thầm nghĩ, người này cũng thuộc về hàng 6 vị, tài không thủ thắng cũng không đến đổi thảm bại. Thôi hãy để đôi bên đấu với nhau một trận, ta thừa dịp này để xem chân xem cẳng của Chu Can. Nhưng bằng vị cái bang đệ tử này có thua, phải đưa Chu Can trở vào bờ thì Hoài Ngọc và Tiểu Hồng cũng đã cao bay xa chạy rồi.
Nghĩ đoạn như thế liền nói: "Hay lắm, xin nhị vị cho thưởng thức một phen." Ngõ hầu nói rộng tầm mắt. Câu nói của Vô Kỵ vừa dứt thì Chu Cang đã lướt tới tống ngay vào giữa mặt của lão già Sáu Bị một đòn sấm sét. Đòn này vừa bay ra được bảy phần thì đột nhiên lão già nọ bước xéo chân hữu qua một bước, lánh thoát khỏi đường quyền trong đường tơ kẻ tóc. Đoạn dùng tay tả vào thái dương ở phía hữu của Chu Cang một cách vô cùng nhanh nhẹn. Vô Kỵ kêu lên: "Ồ, Lạc Anh Chưởng!" Câu nói của Vô Kỵ vừa dứt thì chiến cuộc tức thì triển khai càng lúc càng thêm ác liệt. Lúc bấy giờ đã có nhiều tên đệ tử cái bang từ trong khoang thuyền thò đầu ra nhìn chiến cuộc. Người ta thấy chưởng pháp của đệ tử cái bang kia thật là nhẹ nhàng điêu luyện, xa trong dường như là trăm trăm nghìn nghìn đó hoa lan đang bừng nở trong một lúc. Nhưng người tuổi trẻ không rõ căn nguyên thì chỉ xem mà không nói không rằng. Còn những bậc lớn tuổi thoáng trông qua thải điều lấy làm khâm phục. Có một vị trưởng lão lên tiếng nói: "Dư huynh lén học Lạc Anh Chưởng của hoàng bang chủ hồi nào vậy?" Lão già họ Dư vừa đấu chiến với Chu Cang vừa trả lời: "Không phải hoàng bang chủ chân truyền, do một người khác dạy lại cho ta." Thì ra hoàng bang chủ đây tức là muốn nói đến Hoàng Dung, người đã nối ngôi Hồng Thất Công lên ngôi bang chủ khi xưa. Nàng nhờ Lạc Anh Chưởng pháp mà tung hoành thiên hạ. Sang đến đời nhà Minh, môn Lạc Anh Chưởng này đã thất truyền nên từ lâu không thấy ai biểu diễn. Không ngờ hôm nay lão già họ Dư này lại mang ra thi thố để đấu chiến với thái tử Chu Cang. Là hán quyền của Thiếu Lâm vốn vô cùng mạnh bạo, nhưng gặp phải Lạc Anh Chưởng pháp chỉ dường như là gặp phải khắc tinh, cho nên 10 hiệp trôi qua mà vẫn chưa thấy chiếm được ưu thế. Trong lòng của Chu Cang hết sức là hoang mang, nghĩ rằng nếu trao đổi đủ 20 đòn, mình không thủ thắng thì phải nhảy tởm xuống sông mà lội vào bờ. Sỉ nhục này thật là không biết làm sao rửa sạch. Nghĩ vậy, cho nên vừa dứt đến hiệp thứ 15 thì Chu Cang bỗng nạt lên một tiếng. Trương Vô Kỵ vừa nghe tiếng nạt biết ngay rằng Chu Cang sẽ dùng võ lạ để hạ đối phương. Chàng tức thì hô to: "Đòn thứ 16! Chàng sở dĩ lên tiếng đến như thế cốt làm cho lão già họ Dư biết chiến cuộc gần tàn mà phấn khởi tinh thần. Đúng vào lúc đó thì Chu Cang lướt tới, dựng hai bàn tay lên từ từ đẩy ra một chưởng. Ai trông thấy lối tấn công của hắn đều biết rằng Chu Cang đổi quyền thành chưởng tung ra thế võ lạ. Quả nhiên lão già họ Dư nghe thấy từ trong lòng bàn tay của Chu Cang có một luồng sức mạnh tiết ra cực kỳ ghê gớm. Cũng trong một lúc, thân hình của Chu Cang thay đổi liền liền 7-8 phương vị, xuất thủ nhanh như chong chóng, làm cho lão ta phải tối tăm mặt mũi. Tình trạng bắt buộc lão ta cũng phải vận dụng hết bình sinh tuyệt kỹ để dỡ đòn. Bên tai lão cứ vang lên những tiếng đếm kinh hoàng của Trương Vô Kỵ: "Đòn thứ 17, thứ 18, 19. Cứ mỗi một đòn thêm một đòn thì lão ta phải gánh thêm nguồn áp lực lạ lùng, đến khi Vô Kỵ đếm đòn thứ 20 thì lão ta cơ hồ như tối tăm mặt mũi, và rốt cuộc không biết từ phương hướng nào có một bàn tay của Chu Cang thò ra vỗ vào thiên linh cái của lão ta. Tình trạng này thật là vô phương chống trả. Thì ra Chu Cang đã vận dụng 5 thế liên hoàn quyết đè bẹp đối phương trong đòn thứ 20. Nào hay đâu, trong lúc quyết định hơn thua trong đường tơ kẻ tóc đó thì lão già Hôi Dư chợt nghe thấy có một luồng sức mạnh từ bên tả biên tràn tới, đẩy nhẹ thân hình của mình trôi đi hơn 2 thước. Nhờ xê dịch một cách lạ lùng và khích khao đến như thế, lão già Hôi Dư mới tránh được một sát thủ kinh hoàng. Chu Cang rõ ràng thấy thắng ở trong tay, bỗng nhiên con mồi của mình trốn thoát một cách lạ lùng. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết có một tay cao thủ nào đó đã nhúng tay vào cứu thoát đối phương. Chợt trong trí của hắn ta dột hiện ra mấy chữ Càn Khôn Đại Na Di. Mấy chữ Na Di đó có nghĩa là đẩy cho xê dịch. Vậy thì ngoài Vô Kỵ ra còn ai nhúng tay vào đây nữa? Chu Cang thủ thế trừng mắt nhìn Trương Vô Kỵ, nhưng Vô Kỵ lại tươi cười và nói: "Một bên 8 lạng, một kẻ nửa cân." Chu Cang thét vang như sấm quát: "Câm mồm lại! Rõ ràng chúng bay qua mặt ta." Nó dứt lời vỗ mạnh xuống mạn thuyền một chưởng.
Một tiếng ầm khủng khiếp vang lên. Chu Càn trong khí nóng giận đã dùng hết sức bình sinh của mình. Người này lại là một tay chuyên luyện về sức mạnh, cho nên gián thuyền tức thì gãy nát 4-5 miếng trong cùng một lúc. Thuyền chồng chành nghiêng đi và nước từ bên ngoài đã nôi theo đường hở mà ồ ạt tuôn vào. Nước vừa tràn vào thuyền thì từ ở dưới khoang có rất nhiều người kêu la inh ỏi. Và từ ở trong khoang thuyền có không biết bao nhiêu ăn mày lũ lượt xông ra. Chu Càn ha hả cười nói. Thì ra lũ chuột lắc trốn ở nơi này. Hèn chi ta cho người lùng kiếm mãi mà không ra. Hắn nói dứt lời thì thuyền chồng chành dữ dội rồi từ từ chìm lĩnh. Chúng đệ tử cái bang người nào biết lội thì đua nhau nhảy tẩm xuống nước. Còn người nào không biết lội thì vớ ngay lấy một miếng ván thuyền để làm vật đào sinh. Tiếng là tiếng hét vang lên ời ới. Trong nháy mắt tình trạng trở nên vô cùng hỗn độn. Lúc bấy giờ những chiếc thuyền cùng đi một đoàn đã đi trước khá xa. Lại gặp lúc đêm tối mịt mùng, dù cho có muốn tiếp cứu cũng không được. Nên mạnh ai thì lo bơi vào bờ. Chu Càn thừa lúc lộn xộn, hắn cũng giơ lấy một tấm ván thuyền, rồi gieo mình xuống dòng nước bạc. Trương Vô Kỵ vừa trông thấy Chu Càn khuất dạng trong sương đêm, chàng cũng chợp lấy một tấm ván thuyền nho nhỏ ném nhẹ xuống sông. Miếng ván vừa bay ra, chàng liền nhúng nhẹ hai chân xuống mạn thuyền để rồi bắn dục thận hình vào cấp tốc. Ván vừa rơi xuống nước thì Trương Vô Kỵ cũng vừa trờ tới. Chàng thò một bàn chân ra đạp nhẹ trên miếng ván, thế là miếng ván nho nhỏ này đã chở thân hình của chàng lướt đi như bay trên mặt nước. Từ dưới mặt sông đen loáng thoáng có tiếng người khen nho nhỏ: hay cho phép đằng binh độ thủy. Nhờ có phép đằng binh độ thủy cho nên Trương Vô Kỵ cũng đã đến bờ trước Chu Càn. Vừa đặt chân trên đất liền nhắm hướng Châu Hoài Ngọc và Dương Tiểu Hồng đuổi theo ráo riết. Nhưng đường xá thăm thẳm, nãy giờ con thuyền của chàng đã đi một đoạn đường khá xa, rời khỏi cầu Thiên Hộ mấy dặm đường rồi. Dẫu tài nghệ khinh công có giỏi đến đâu cũng đuổi theo không kịp. Trong lúc Trương Vô Kỵ đang lạc lõng giữa kinh thành tìm kiếm dấu vết của những người trong võ lâm, thì trong nhà của Mai Cư, chư vị anh hùng đã thảo luận xong xuôi về việc thành lập Đồ Lâm Bang, đặt xong những quy luật trong nội bộ. Những phần tử siêu tuyệt nhất ở trong các môn các phái thải đều gia nhập Đồ Long Bang, lấy tôn chỉ triệt hạ triều đình nhà Minh làm mục đích. Lại nhận xét tình hình ở bên ngoài thì Minh giáo đang lùng kiếm rất gắt những người chống đối với triều đình. Cho nên Mai An đề nghị đặt tổng đàn Đồ Long Bang ngay trong nhà của mình để tránh tai mắt. Trong phiên họp cuối cùng, Không Không đại sư lúc này lên tiếng nói: nay việc trong nội bộ đã thảo luận xong, để ăn mừng việc tái lập Đồ Long Bang, chư vị anh hùng hảo hán hãy lập công to cho xứng đáng. Sở Hồng Thạch lúc này vỗ tay cười ha hả nói: theo ý nghĩa Đồ Long có nghĩa là giết rồng, mà rồng tức là đương kim hoàng đế. Này chúng anh hùng các môn các phái đồng tụ họp đông đảo nơi đây, hãy làm sao chúng ta không đột nhập hoàng cung giết rồng một phen thử xem. Thử phép của người nào kiến hiệu nhất? Triệu Minh trong dạ nghĩ thầm: ta cùng Vô Kỵ đã tìm trăm phương ngàn kế tạo cho Hồng Phong có cơ hội chiếm lấy Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm, mới được lên ngôi bang chủ. Nhưng công đức này hãy còn non kém. Tại sao ta không nhân cơ hội này giúp cho Hồng Phong thêm một trận, lấy đầu của tên Chu Nguyên Chương cho quần hùng thêm khiếp đảm? Có như thế thì chúng anh hùng thiên hạ mới tâm phục khẩu phục cho. Nghĩ đoạn nàng cười nói: sở bang chủ quả thật là chí lý. Ngày xưa khi Trương giáo chủ trao quyển võ một di thư cho Từ Đạt thì có nói rằng: trong làng võ có lưu truyền lại hai câu: Ỷ Thiên bất xuất, thí dữ tranh phong. Thanh gươm Ỷ Thiên mặc dù ngày nay đã gãy làm hai đoạn, nhưng ngày nay chắc chắn sẽ chấp nối lại được. Nếu có một người nào đó lên ngôi chấp chưởng binh quyền mà tác oai tác phúc, lấy sự bạo ngược kia để làm cho bá tánh phải chịu muôn điều khổ não, tới chừng ấy chắc chắn sẽ có một vị anh hùng tay cầm Ỷ Thiên trường kiếm đến đó mà lấy thủ cấp của kẻ bạo quân. Triệu Minh vừa kể tới đây thì Du Liên Châu vỗ tay đánh đét và nói: hài lắm, giáo chủ phu nhân thật là nhớ dai. Bây giờ lời kia đã ứng nghiệm một nửa.
thanh ỷ thiên bảo kiếm kia đã chấp nối lại được. Còn kẻ đương kim trị vì thiên hạ thì lại tác hoài tác phúc. Như chưa có một vị anh hùng nào đến đó mà lấy thủ cấp của kẻ bạo quân. Vậy thì nhân dịp chúng anh hùng tập trung tại kinh đô, chúng ta hãy đồng thực hành lời nói của Trương giáo chủ, thử xem ai là người nhanh tay nhất. Du Liên Châu nói dứt lời, mọi người nhao nhao lên tán thành đồng hẹn rằng, khi nào lấy được thủ cấp của Chu Nguyên Chương, thì lại mở đại hội yến tiệc để khao thưởng người đã có công đồ long sát địch. Cuộc họp vừa tan, Triệu Minh Thừa, lúc mọi người không để ý, nàng kéo nhẹ ống tay áo của Hồng Phong, bảo ra ngoài cho nàng nói nhỏ. Đi đến chỗ vắng vẻ, Triệu Minh nói với Hồng Phong. Bên ngoài, chúng quân binh của Minh giáo đang lục soát rất gắt, vậy nên tạm ngủ ở trong tổng đà. Chờ một hai ngày nữa, ta sẽ cùng ban chủ dạo chơi, hoàng cung một chuyến. Hồng Phong khấp khởi mừng thầm ở trong lòng, nghĩ rằng trong hoàng cung, nơi nơi đều của triều đình, tất nhiên là cơ quan trùng điệp. Có một người lanh lẹ như Triệu Minh đi kèm thì có gì thích thú cho bằng. Kể từ hôm đó, Triệu Minh lưu lại trong tổng đà, ngày đêm cùng Hồng Phong trui rèn võ nghệ. Bao nhiêu đòn hay thế lạ mà Triệu Minh ngày xưa học được của các môn các phái trong dạng Phật tử, bây giờ nàng đều mang ra truyền hết cho Hồng Phong. Nhờ vậy mà Hồng Phong nói rộng thêm tầm kiến thức, tài nghệ tăng tiến vô cùng nhanh chóng. Trong lòng nàng rất là nôn nóng, chờ cho Triệu Minh đưa mình đột nhập hoàng cung để trổ tài đại náo hoàng cung một chuyến. Nếu may ra lấy được thủ cấp của đương kim hoàng đế thì thật là vui thú không biết chừng nào. Một buổi sáng hôm kia, Triệu Minh cùng với Hồng Phong cùng nhau vượt võ ở bên cạnh hòn Giả Sơn. Vừa đi hết bài Bảo Ngọc Kiếm của phái Côn Luân, bỗng nhiên Triệu Minh mỉm cười nói với Hồng Phong rằng, đêm nay chắc chúng ta phải dạo chơi hoàn thành một chuyến, kẻo để những tay cao thủ của môn phái khác phỏng tay trên cái đầu lâu của Chu Nguyên Chương thì thật là đáng tiếc. Hồng Phong trả lời, phải, việc này hạ thủ nhanh chừng nào càng tốt chừng nấy. Triệu Minh bỗng nhìn vào mắt của Hồng Phong và nói, hoàng cung có biệt điện Thiên Hồng, cao thủ đông như nấm. Hồng ban chủ đã lộ tông tích rồi, chúng đã biết rõ mặt mày. Nói tới đây, Triệu Minh bỗng ngần ngừ không nói. Hồng Phong phải lên tiếng, hay là ý của giáo chủ phu nhân muốn ta cải trang? Triệu Minh bật cười nói, Hồng ban chủ thật là thông minh. Này, ta thấy Hồng ban chủ có cách phi phàm, tướng đi yểu điệu, tại sao không cải trang thành một người con gái, có phải để qua mặt bọn Minh giáo hay chăng? Hồng Phong dục biến sắc, nhưng sắc diện của nàng chỉ thay đổi một thoáng, rồi lại bình thản y như cũ. Nàng khẽ nhìn xuống đất và nói, giáo chủ phu nhân nói đúng, vậy chừng nào ta khởi hành? Triệu Minh rảo mắt nhìn quanh, thấy tư bề vắng lặng. Nàng nói khẽ vào tai của Hồng Phong, đầu canh ba đêm nay có được không? Hồng Phong reo lên, hay lắm. Vậy đúng giờ ta sẽ gặp giáo chủ phu nhân tại bên cạnh hòn Giả Sơn này. Nói dứt lời, nàng cáo từ lùi về tắm rửa. Đêm hôm ấy, khi tiếng trống hoàn thành vừa điểm canh ba, thì bên cạnh hòn Giả Sơn đã có một chiếc bóng đen chắp tay ra sau lưng mà đi tới đi lui, dường như trông ngóng một người nào. Mãi đến bấy giờ, mặt trăng khuyết đi gần phân nữa, mới từ từ trồi lên sau rặng cây mờ mịt. Nhờ ánh trăng bàn bạc chiếu xuống không gian, người ta mới trông thấy đó là một người thư sinh mặc áo xanh, đang đi thật là khoan thai tao nhã. Cứ trong sắc áo thì người ta ngỡ rằng đây là Hồng Phong tráng sĩ. Nào hay đâu chính người này đi đến lượt thứ 23, thì chợt từ phía sau hòn Giả Sơn đi vòng ra một người. Người này là một nàng thiếu nữ mặc toàn màu trắng, nét mặt tươi như hoa, dáng đi tha thướt, bên sườn đeo lủng lẳng một thanh trường kiếm. Người này vừa chạm mắt thư sinh áo xanh bỗng giật mình kêu lên, ờ, thì ra giáo chủ phu nhân đã nhanh tay lấy bộ lam y này của ta. Thư sinh áo xanh cười khúc khích nói, phải, quyền mượn tạm trong đêm nay, ngày mai trả lại. Thì ra nàng thiếu nữ áo trắng này chính là Hồng Phong. Buổi ban sáng nàng vừa tắm rửa xong thì có người vào trao cho nàng một cái gói, bảo rằng Triệu Minh gửi sang. Hồng Phong nhẹ tay gỡ ra xem, thì ra đó là một bộ đồ màu trắng
mà nàng thường thấy Triệu Minh mặc hàng ngày. Nàng giấu đi bộ đồ áo phái nữ này thật kỹ, chờ cho gần đến canh ba thì mới lấy ra. Vừa thay đổi xong xiêm y, nàng cứ ngắm bóng hình của mình ở trong gương, trong trí lại nổi lên hình ảnh của Châu Hoài Ngọc. Không biết bao giờ thì chàng cùng với Tiểu Hồng trôi dạt đến phương trời nào. Cứ bần khuần suy nghĩ đến đây thì quay đầu nhìn lại, thì bộ quần áo màu xanh nhạt đã không cánh mà bay, ở trong lòng chi xiết kinh mang. Không biết một vật tùy thân nằm ở bên cạnh mà lại biến mất một cách lạ lùng như thế, hẳn là một tay cao thủ nào đó đã quấy phá mình chơi. Nàng vừa tiến ra chỗ hẹn với Triệu Minh, và trong dạ phập phòng không biết ai đang theo dõi mình hay không. Nào hay đâu vừa đến nơi đây thì trông thấy Triệu Minh đã mặc bộ đồ xanh của mình. Nàng cười thầm trong dạ tự nói với mình. Đêm nay ta là cốt con gái, lại hoàng cốt gái. Còn Triệu Minh thì lại đóng vai nam thư sinh, thật là trớ trêu. Triệu Minh lướt tới khoát tay ra ém miệng của nàng rồi nói nho nhỏ. Hồng băng chủ chớ khá to tiếng. Nói đoạn dùng một đoàn tiểu đầu lâu lân bay vụ lên mái ngói gần đó. Nhìn như là một con diều hâu, Hồng Phong cũng trổ tài khinh công thượng thẳng của mình, nói gót theo sau Triệu Minh. Hai người như hai vệt khói mờ nhắm hoàng cung mà trực chỉ. Năm trước Hồng Phong đã từng cùng với Châu Hoài Ngọc vào đây một chuyến rồi. Bây giờ xa trông thấy biệt điện Thiên Hồng nằm im lìm như một con sư tử đang say ngủ. Bất giác trong dạ của Hồng Phong ngậm ngùi chua xót. Nàng nghĩ mới ngày nào mình cùng Châu Hoài Ngọc sánh vai nhau vào nơi đây, hai tâm hồn của hai trẻ hãy còn trinh trắng, không một dễ như ngày hôm nay. Trải qua năm dài, thế cuộc nhiều thay đổi. Mình đã trải qua không biết bao nhiêu trường tranh đấu giàu sinh ra tử, và chỉ vì một chút sơ sót để cho Hoài Ngọc phải chạm đến thân ngàn vàng, thật là càng nghĩ càng căm giận. Vừa nghĩ tới đây thì nhà cửa phía trước mặt bỗng hiện lên trùng trùng điệp điệp. Hai người đã chánh thức lọt vào hoàng cung. Triệu Minh lúc này nói, Hồng Ban chủ hãy vào trước để cho ta theo sau coi mà hành sự. Như một con chim non thoát khỏi lồng, Hồng Phong tung tăng bay nhảy về phía trước thâm nhập hoàng cung. Đi được chừng 20 trượng, quay đầu nhìn thì thấy Triệu Minh đã lần đi ngõ nào mất dạng. Hồng Phong ở trong lòng thầm nghĩ, mình đi một cách mù quáng như thế này, khó mà tìm được chỗ ở của Chu Nguyên Chương, chỉ bằng bắt một người nào đó tra khảo mới là thượng sách. Vừa nghĩ nàng men theo vào trong trung tâm của hoàng cung, thỉnh thoảng gặp những người đi tuần, thấy đều là thuộc tay chân võ sĩ ở trong Minh giáo. Nếu hạ thủ e sẽ kinh động đến biệt điện Thiên Hồng thì càng thêm rắc rối. Nàng nghĩ muốn hành xử cho thật êm thấm thì không chi bằng xuất kỳ bất ý, ra tay bắt lấy một nàng cung nữ thì tiện lợi nhất. Nhưng thật lạ, sau nãy giờ nàng đi gần tam cung mà chưa thấy một tỳ nữ nào. Còn đang bàng hoàng nan giải, bỗng thấy từ xa xa có mấy chiếc đèn lồng đi tới. Hồng Phong tức thì nép mình vào một góc tường chờ đợi. Chiếc lồng đèn to dần, rồi đến khi nhìn tỏ rõ, thì đó chính là một viên thái giám, dốc dáng hơi gầy, đang cầm một chiếc lồng đèn mà đi một mình ở trên hành lang. Hồng Phong tự nói với mình, trời giúp giận ta rồi. Đoạn mỉm cười chờ đợi khi viên thái giám này vừa lọt qua tầm tay của Hồng Phong. Hồng Phong xuất kỳ bất ý nhảy sổ ra như là một con mèo dồ chuột. Bàn tay của Hồng Phong buông ra theo cái thế, thần công kỳ diệu, ngón trỏ và ngón giữa ém vào huyệt đại đoạn và đoan dao ở trên vành môi và trên môi dưới. Còn ngón cái thì bấm vào qua huyệt phong phù ở sau của gái người này. Cố tình vừa ém miệng lại vừa uy hiếp không cho hắn có dịp kêu rú lên một tiếng nào. Đoàn chưa tới thì nàng đã cười gay gắt và nói, mày biết rằng tên Chu Nguyên Chương ở đâu không? Câu nói của nàng chưa dứt thì đột nhiên huyệt thiên trung của nàng bỗng nhói lên một cái nhẹ nhẹ. Thất tinh thần sắc, Hồng Phong tức thì dùng cánh tay phục hổ, dùng để phòng hờ, khoát nhanh một cái và luồng áp lực tức thì tan biến. Nhưng đòn tấn công ở bên tai của Giáng Long đã như thế mà lệch đích. Nhưng Hồng Phong nào chịu thua, nàng biến đòn nhanh như chớp, chợp dội lên thiên linh cái của người này một cái. Tên thái giám không ngờ Hồng Phong đang lúc túng cùng
mà lại còn biến đoàn liều mạng đến như thế. Hắn ta rú lên một tiếng khe khẽ, đoạn đạp mình né tránh. Nhưng tài nào tránh khỏi cái chộp liều lĩnh của Hồng Phong. Bàn tay của nàng đã chộp được chiếc mũ thái giám của y. Chiếc mũ vừa rơi xuống thì đến lượt Hồng Phong kêu lên một tiếng kinh dị. Thì ra người đội cái mũ cầm đèn này nào phải là thái giám mà chỉ là một ni cô cải trang. Hồng Phong giật mình đánh thoát, nghĩ rằng mấy ngày hôm nay người ở trong hoàng cung tìm kiếm ni cô thật gắt. Vậy thì ni cô vào nơi đây nữa hay là người này cũng cùng chung một chí hướng với mình? Nàng thối lùi một bước, đoạn hỏi nho nhỏ, có phải là Nga Mi tiền bối đó không? Ngọn đèn đã bị Hồng Phong thổi tắt nên trong bóng tối tức thì bao trùm, và người kia cũng hỏi nhỏ, cô nương thuộc môn phái nào đó, có phải đến đây vì hai chữ Đồ Lâm? Trong bóng tối, Hồng Phong đỏ bừng nét mặt, nghe thấy quả tim của mình đập thình thịch. Chỉ vì kể từ khi chàng cất bước giang hồ cho đến giờ, đây là lần đầu tiên được người khác gọi mình bằng hai từ cô nương. Nàng trả lời một cách run run nói, tiền nữ thuộc Đồ Long Bang. Người kia trả lời, A-di-đà Phật, pháp danh Bần Ni là Diệu Huệ. Đều là người đồng đạo với nhau cả. Hồng Phong trao trả chiếc mũ thái giám cho Diệu Huệ và nói, ta đang tìm. Diệu Huệ cắt ngang trả lời, Bần Ni cầm chiếc lồng đèn này đi khắp tám cung mà tìm không ra dân mộng gì cả, thật là lạ. Nghe nhắc đến chiếc lồng đèn, Hồng Phong sực nhớ mình vừa thổi tắt đèn của Diệu Huệ nên nói, sư thái hãy đốt đèn lên, tiện nữ xin cáo từ ngay nơi đây, vì ở đây nhiều người có hại. Dứt lời, nàng lại thu hình vào một chỗ tối tăm kín đáo, và ở ngoài kia có một tiếng cách vang lên, đèn lại phục sáng. Và Hồng Phong trông thấy vị thái giám này lại lủi thủi cầm đèn mà đi trên hành lang vắng vẻ. Nàng nghĩ thầm, thì ra Nga Mi đã có người vào đây, vậy thì Thiếu Lâm, các môn các phái khác hẳn cũng đã có người thâm nhập. Ha, thật là vui. Ở trong lòng nàng bấy giờ cũng vô cùng thắc mắc, không biết Triệu Minh giờ đang ở nơi đâu, tại sao chẳng thấy xuất đầu lộ diện. Ngóng cổ ra nhìn, thấy hình dáng của Diệu Huệ đã khuất hẳn sau bức tường. Nàng mới lần mò tiến về phía tả, nơi ấy cửa nẻo chằng chịt, đáng cho nàng lưu ý. Vừa quanh qua một cánh cửa tò vò, trước mặt của nàng xuất hiện một dãy dinh thự nguy nga. Chung quanh có nhiều người canh phòng thật là cẩn mật. Một ý nghĩ nảy ra ở trong trí. Nãy giờ ta đi quanh co khá nhiều chỗ, nhưng chưa thấy dãy nhà nào thâm nghiêm như vậy. Hay đây là chỗ trú ngụ của Chu Nguyên Chương? Nhưng xem lối canh gác cẩn mật như vậy thật khó mà đột nhập. Còn đang thắt thỏm ở trong lòng, chợt thấy từ ở bên trong đã có mấy nàng cung nữ đi ra. Hồng Phong mừng rỡ như một người trải qua nghìn dặm sơn khê, bây giờ mới đi đến đích. Nàng thở phào một hơi khoan khoái, nhất định bắt hai nàng này để truy cho ra manh mối. Đã có kinh nghiệm bắt làm người đồng đạo ban nãy, cho nên bây giờ Hồng Phong không dám tháo thứ. Nàng lén theo dõi quan sát từng cử chỉ. Quả nhiên thấy hai nàng này dáng đi ẻo lả, chẳng phải là con nhà giỏ, nên ở trong lòng thầm nghĩ. Chờ cho bọn họ đi qua một chỗ vắng, Hồng Phong từ phía sau nhảy tới bắt gọn bọn họ trong một cái chớp mắt. Vì hai nàng này không biết một tí võ nghệ nào, nên nằm ở trong tay của Hồng Phong chẳng khác chi là một con gà nằm trong dấu chân của con ó. Mang họ vào trong chỗ kín đáo, Hồng Phong bắt đầu tra gạn. Hai nàng biết lành ít dữ nhiều nên nhất quyết không chịu công khai. Hồng Phong nổi sóng, rồi hậm hực nói rằng, bản cô nương dùng lời ngon ngọt, chúng bay không chịu vâng lời, vậy thì đừng có trách ta. Nói dứt lời, nàng trợn mắt bóp gãy xương tay của một nàng, làm cho cả hai thải đều tán đổng kinh tâm. Hồng Phong gai gắt hỏi lại, tình dù chó Chu Nguyên Chương hiện giờ ở đâu? Nàng cung nữ gãi tay kêu lên rối rít và nói, xin cô nương tha cho, thánh thượng đêm nay ngụ tại Long Tẩm Cung. Hồng Phong nghiến răng càng kẹt thét hỏi, có phải lối vào hai ngôi nhà ban nãy? Một nàng trả lời, thưa vâng. Hồng Phong cười gai gắt nói, vậy chúng bay nằm ở đây chờ bản cô nương hừng sáng ta trở ra giải quyết cho. Nói dứt lời, dỗ ngang vào quyệt cấm và quyệt tê của hai người, làm cho họ đờ người ra. Nàng lại nói nhỏ,
cho tao mượn đỡ bộ quần áo của đứa bay. Vừa dứt lời ra tay lột lấy quần áo của một nàng, đoạn thay cho mình xong. Công việc vừa xong rồi, quay mình bỏ đi, chợt nghe sau lưng mình có người nói. Đi ra thì hai, trở vào thì một, e rất bất tiện. Hồng Phong rợn cả tóc gái quay đầu nhìn lại, thấy sau lưng của mình xuất hiện một người thư sinh mặc áo xanh. Trên tay phe phẩy chiếc quạt ngà, đó chính là Triệu Minh quận chúa. Hồng Phong mừng rỡ kêu lên một tiếng nho nhỏ, thì ra Triệu Minh nãy giờ nào có rời nàng một bước đâu. Những hành động của nàng kể từ khi nhập hoàng cung cho đến giờ, Triệu Minh thải đều trông thấy nhưng chẳng xuất hiện lộ diện thôi. Triệu Minh cúi xuống lột lấy quần áo của nàng kia và nói, tôi cùng Hồng Bang chủ vào nơi Hổ Quyệt Long Đàm một chuyến. Thủ pháp của Triệu Minh vô cùng nhanh nhẹn, chỉ trong một cái nhấp nháy thì đã thay xong bộ quần áo cung nữ cho mình, đồng thời mặc đồ thư sinh và thiếu nữ vào mình cho hai nàng cung nữ kia. Công việc vừa xong, Triệu Minh quay sang nắm lấy tay của Hồng Phong và nói, nào, chúng ta cùng nhau vào Long Tẩm Cung. Dứt lời hai người tất tả quay trở lại. Trước khi đi, Triệu Minh không quên đá bắn hai cái xác của hai nàng này vào trong xó tối. Lúc bấy giờ đêm đã khuya, hai nàng lại cải trang thật khéo nên lọt vào hoàng cung một cách dễ dàng. Càng đi sâu vào bên trong chừng nào, thấy sự canh phòng càng thêm gắt gao. Toàn là người trong Minh giáo. Triệu Minh cứ nhắm chỗ nào nhà cao cửa rộng, khí tượng trang nghiêm thì sấn vào. Chợt thấy trước mắt của mình hiện ra một cánh cửa tò vò thật là sang trọng. Bọn cung Nga ra vào không ngớt. Mỗi nàng khi đi ngang cánh cửa đó thảy đều có trình một tấm thẻ ngà. Triệu Minh ở trong lòng do dự, vội dừng chân lại thò tay vào túi của mình sờ thử. Thật may sờ trúng một vật cứng mà lạnh đích thị là thẻ ngà. Nàng móc ra nhìn dội, thấy bên trên trần khắc ba chữ Thúy Lan Anh. Nhìn sang thấy Hồng Phong cũng đã móc thẻ của nàng ra cầm sẵn ở trên tay. Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, đoạn tiến tới trình thẻ rồi đi sau vào. Vừa lọt qua cửa, Hồng Phong giật mình, thì ở bên trong này trướng rủ màn che, báo hiệu đây là vào gần tẩm thất. Quả nhiên xuyên qua thêm hai tầng cửa thì thấy trên một tấm màn nhung lộng lẫy huy hoàng, có thêu hai con rồng đỏ đang tung bay lồng lộng giữa trời, đường thêu cực kỳ tinh xảo. Hai bên tấm màn nhung ấy có treo một câu đối liễn thêu bằng kim tuyến, đối rằng: đồng thị giang hồ lưu lãng khách, thùy tri xích thủ vẫn càng khôn. Hồng Phong ngẩn người ra thưởng thức hai câu thơ hào hùng này và nét bút tung hoành lồng lộng. Thì ra hai câu thơ này chính do Chu Nguyên Chương làm ra và tự tay hạ bút. Lời thơ có ý tả cảnh lưu lạc giang hồ của mình từ thuở nhỏ. Số là ngày xưa Chu Nguyên Chương không những là một người nghèo nàn lưu lạc, mà lại từng là một người xuống tóc đi tu, may nhờ kết thân với những người có chí lớn như Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, vân vân. Sau này nhờ những người này theo phò cho nên mới thành đại nghiệp. Hồng Phong đang thưởng thức đến đổi nhập thần với hai câu thơ ấy, bỗng nhiên có một bàn tay vỗ nhẹ vào vai của mình, làm cho nàng sực tỉnh. Nàng quay lại hỏi, giáo chủ phu nhân nghĩ sao về hai câu thơ này? Triệu Minh trả lời nho nhỏ, Chu Nguyên Chương xuất thân hàng di, sau này nhờ huynh đệ phò tá cho nên mới thành nghiệp cả. Ngày nay đề thơ như vậy, người ta đọc có thể thấy rằng ông ta không phải là một người dông bản. Nhưng mà nàng ngừng lời lại một chút cho Hồng Phong chú ý rồi mới tiếp tục nói, nhưng mà Hồng Bang chủ nên coi chừng, văn chương thường hay là những món đồ dùng để lừa phỉnh con người. Có không biết bao nhiêu người cầm bút gieo nên những dòng thơ diễm lệ, dùng toàn là những câu văn hoa trải chuốt, nhưng thật ra con người của họ hành động những việc xấu xa, gieo tai hại cho không biết bao nhiêu người khác. Có một việc này cần phải chú ý nữa là, phàm hãy là con người mà rơi vào cảnh giàu sang rồi, thì hay là xa hoa trụy lạc, dám làm những chuyện có hại cho nhiều người để cầu vui cho bản thân mình. Trong đời này không ai giàu sang hơn hoàng đế, vậy thì câu thơ kia đáng cho ta suy gẫm lắm. Triệu Minh nói tới đây liếc mắt nhìn thấy sắc mặt của Hồng Phong vô cùng trịnh trọng, dường như đang chú ý hết tinh thần vào câu nói của mình. Nàng lại tiếp tục nói,
Hồng bang chủ nên nhớ rằng bang hội của chúng ta, bang chủ phải bằng ghi nhớ. Hồng Phong nói, giáo chủ phu nhân nói phải. Văn chương chính là một vật dùng để phỉnh những người nhẹ dạ. Ta hãy tìm cách lấy đầu của tên vua chó này trước cái đi. Nói dứt lời quay sang nói nhỏ. Chắc chắn là nó nằm ở trong kia. Triệu Minh nói, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nó ngủ ở trong đó chứ chẳng đâu nữa. Dứt lời đưa mắt ra dấu cho Hồng Phong tiến tới.